Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh trên cả nước. Như vậy thì cũng khá lâu rồi thầy mình quay lại những clip ở trên kênh vlog này. Thì thực sự các em là trong mùa hè này thì nó quá ngắn ngủi, nhưng mà thầy cũng cố gắng hết sức để chương trình toán 12 cho các em 2K3 với hóa đó nè. Chuẩn bị thầy sẽ quay môn toán hình cho các em yên tâm. Còn đối với em 6, 7, 8, 9 thì thầy cũng đang hoàn thành chương trình bài tập bổ sung. Còn lớp 10 và lớp 11 thì các em cũng học sách giáo khoa ở trên của thầy là có 3 môn là toán, hóa, sinh. Thế nào? Trong clip này thầy làm về vlog em, thì thầy cũng hy vọng các em cũng đăng ký cái kênh vlog của thầy. Hiện tại là kênh của thầy có 17.459 người đăng ký, còn cái kênh thầy Quang toán, hóa, sinh thì hiện tại là gần 740.000 rồi. Thầy qua clip này thầy cảm ơn tất cả các em cũng như là quý phụ huynh trên toàn cả cái nước Việt Nam này đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ và đồng hành cùng thầy. Thì thầy mong rằng em sẽ luôn luôn tin tưởng và đồng hành thầy nha. Hôm nay không phải là thầy làm các video về CD4 cái này là của con trai của thầy đó, thầy để cho nó đẹp thôi. Mục đích của thầy là thầy sẽ chơi cái anh chó này. Chơi gì không nào? Nghĩa là các em biết rồi đúng không? Đây, thầy với con gái thầy với lại cháu của thầy nhá, sẽ đặt cược bấm vào cái răng của con chó. Nếu như mà ai mà trúng cái răng mà nó gập xuống là người đó sẽ thắng. Cái luật chơi là như vậy. Và các cược ở đây là một hũ thạch các em nha. Rồi ok. Rồi bây giờ để thầy lấy thạch rồi nha. Rồi ok, đây là các hũ thạch. Đây là gái vợ danh Như của con của thầy, năm nay lên lớp 6, sinh năm 2009. Đây là Phạm Thị Thu Giang, cháu ruột của thầy, con của bà chị. Có cái người mà đang cầm quay đang cười tiếp cái mắt kia đó chính là cô vợ của thầy, là cô dạy sinh ở trên kênh đang cười, không dám cười to. Bây giờ cược vào, bây giờ là rồi ok, con của thầy đó. Mẹ chơi không? Qua đây chơi luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ngồi xíu lên đây để cái máy quay sơ ra xíu để mà thấy chứ. Rồi giờ ai đi trước thì sẽ nha, ai xem nha. Xì tới ba người mà ai. Thôi giờ người lớn đi trước anh. Cậu đi trước nha. Hồi hồi lớp em cái đây mà nó hấp xuống là hơi bị đau đấy nha, chứ không phải đùa đâu nha. Đây để cho các bạn học sinh cả nước xem mà. Rồi 3 lượt. Gì ấy? Coi điếm nữa còn mấy cái răng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chia 3 2 phẩy mấy, những người hơn 2 cái nữa hơn. Cái này các em chọn cái nào? Trong 8 cái răng này cái nào sẽ nó trúng là nó sẽ phập xuống là mình sẽ thắng và lấy được 3 cái này. Các em chọn thay một cái đi. Ok, thầy sẽ chọn lấy giữa đây nha. Hồi hộp lắm nghe. Từ từ đừng cái chữ. Thầy thắng rồi các em nha. Rồi đi vô lái thật rồi đi. Đã bớt gạo. Rồi chúng ta cùng chơi bảng thứ hai nha. Rồi, đòi thầy nha. Đây là con trai của thầy nha, gọi nhà bảo nha. Rồi ok, giờ cho Thu Giang bấm trước. Bảo Ngư. 3 cái nha, giờ tới được
Theo em chọn cái nào để mà làm học xuống là mình ăn cho em bố mua tặng đi luôn nè. Từ từ luôn. Đây nhá. Đây em nha. Bảo ơi. Đây cô Bảo ơi. Đây cô Bảo đây. Bữa nay về đây chơi với tôi nha. Chị Tập. Bảo hát. Chị Hai ơi. Rồi vô lần nữa thôi á, mình nghĩ. Rồi ok. Rồi, giờ người nào thắng cho người đấy bóp trước. Rồi. Bảo bóp trước ơi. Rồi mày đang tổng cùng em. Đây đây. Tại nhát hơn mấy đứa. Rồi thầy giữ cái đầu lại. Lỗi, rồi lại, bảo lại. Lưu trước. Thầy nha. Giang. Bảo. Bảo nè nó bị sao. Không sao. Bà bấm ấy, bà bấm ấy. Bấm một cái, đâu được anh Thạch. Có rồi nè, nó bấm thì bị phập lên giờ nó sợ. Đây anh Thạch luôn. Không, bấm trước mà. Bà bấm ấy, anh Thạch. Ê, đừng có gì cái đâu. Rồi anh vô đây. Nó sợ rồi. Bấm cái này nè. Bấm cái hộp quá. Bảo. Bảo bấm đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhiều bấm anh. Thầy bấm nha. Còn cái răng đây nha. Chắc không được đâu, bấm được không được. Ok. Quên xíu em nha. Các em nhớ đăng ký, like, comment tích cực trong hai kênh luôn nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Cảm ơn tất cả các em và quý phụ huynh. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và học luôn luôn là giỏi nha em nha. Bye bye. Bye bye các anh chị nè. Yeah. Mà nó sẽ phập xuống là mình sẽ thắng và lấy được ba cái này. Các em chọn hai một cái đi. Ok. Thầy sẽ chọn ngay giữa đây nha. Hồi hộp lắm nha. Từ từ đừng cái dữ. Thầy thắng rồi các em nha. Rồi đi vô lái thật nữa đi. Đã mất gạo. Rồi chúng ta cùng chơi bản thứ hai nha. Rồi, đồ thật nha. Đây là con trai của thầy nha, gọi nhà Bảo nha. Rồi ok. Giờ cho Thu Giang bấm trước. Bảo. Ừ. Ba cái đang là giờ tới được. Theo em chọn cái nào để mà làm học xuống là mình ăn cho em bố mua đặt đây luôn nè. Từ từ luôn. Đây nhá. Đây em nha. Bảo ơi. Đây cô Bảo ơi. Đây cô Bảo đây. Bữa nay về đây chơi với tôi nha. Chị Tập. Bảo hát. Chị Hai ơi. Rồi vô lần nữa thôi á, mình nghĩ. Rồi ok. Rồi giờ người nào thắng cho người đấy bóp trước. Rồi. Bóp trước ơi. Rồi mày đang tổng cùng em. Đây đây. Tại nhát hơn mấy đứa. Rồi thầy giữ cái đầu lại.
lỗi, ngồi lại, đỡ lại. Trời ơi, nó sợ. Trước. Thầy nha. Giang. Bảo. Thầy này nó bị sợ. Bà bấm ấy, bà bấm ấy. Bấm một cái, đâu được anh Thái. Có này đang bấm thì bị phập nên giờ nó sợ. Đây ăn thạch luôn. Không, bấm trước mà. Bà bấm ấy, bà bấm anh Thái. Ê, đừng có nhìn cái đâu. Rồi, nhìn đây. Nó sợ rồi. Bấm cái đó nè. Bấm cái đó quá. Bảo, bảo bấm đi. Bảo bấm đi. Nhanh lên. Nhanh lên anh. Như bấm anh. Thầy bấm nha. Còn cái răng này nha. Má chắc không được đâu, bấm là không được. Ok. Vui xíu em nha. Các em nhớ đăng ký like, comment tích cực ở trong hai kênh luôn nha. Kênh Thầy Quang, kênh Thầy Quang vừa lóc nha. Cảm ơn tất cả các em và quý phụ huynh. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và học luôn luôn là giỏi các em nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye các anh chị nè. Yeah.